Xin chào tất cả bà con nhé. Chào mừng bà con đã quay trở lại với kênh Hội Bất Động Sản Miền Nam. Ngày hôm nay Phương sẽ dẫn quý vị cùng tham quan một căn nhà rất là rẻ nhé. Và căn nhà này có vị trí tọa lạc tại phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, Bình Dương luôn. Đấy, thường thường quanh quanh ngã tư Bình Chuẩn mà kiếm một căn nhà mà giá mà tốt như thế này, mà mới 100% vị trí đẹp như thế này, thì ở đây căn nhà này thuộc diện hàng hiếm nhé. Giá thì cuối video mình sẽ bật mí sau cho quý vị cùng tham quan nhé. Và bây giờ mời quý vị cùng tham quan chi tiết về căn nhà này. Đây là một căn nhà thiết kế một lầu một trệt thôi. Công năng sử dụng rất là vừa vặn, rất là xinh xắn. Thành ra là quý vị chị quý bà con mua nhà, nếu mà mua mấy cái diện này không cần phải cố quá đâu. Mấy cái diện mà hai lầu một trệt trước thì Phương hay review thì có thể là giá thành nó hơi cứng một tí ở đây, nhưng mà căn nhà này thì giá nó rất là ok nhá. Thì nữa Phương sẽ bật mí ở cuối video. Nhà này tặng cũng khá là nhiều đồ thất cho quý vị rồi. Nói chung là gia đình mà vợ chồng trẻ thu nhập chung chung thì mua vô tư thoải mái, và nếu mà còn thiếu tiền thì vẫn có hỗ trợ trả góp bình thường nhá. Và căn nhà này có cả phòng ngủ ở dưới luôn, tí nữa đây có cả phòng ngủ ở dưới luôn quý vị nhìn thế này. Đấy. Và bây giờ Phương sẽ ra bên ngoài để cho quý vị cùng tham quan một chút về cơ sở hạ tầng của căn khu này trước nhá. Và chúng ta đang tiến ra bên ngoài. Đấy, trước mắt chúng ta đây đối diện sẽ là view công viên quý vị nha, view công viên. Quỹ đất trước ở đây chúng ta sẽ để làm công viên quý vị ạ. Ở khu này thì khi mà được quy hoạch xây dựng ra thì đối diện đây sẽ là quy hoạch để làm công viên, không được sử dụng của bất kể một mục đích gì khác. Và ngay phía trước mặt chúng ta kia sẽ là trường học quý vị nha, trường học đấy, trường học của khu Bình Chuẩn này. Nhà chúng ta ngay gần trường học luôn, cho nên là con em sau này mà đi học hành ở đây thì rất là tiện. Và đây là mặt tiền đường trước nhà của chúng ta đây, đường thông nhé quý vị, đường thông luôn. Mặt tiền đường trước nhà là đường 13m, rất là to, rất là đẹp. Mặt tiền đường trải nhựa luôn, cây xanh rồi vỉa hè rất là đẹp. Ở đây chúng ta sáng sớm đã chạy bộ tập thể dục thì rất là tuyệt vời rồi. Quý vị thấy không, hàng xóm đông, rất là đông như thế này, cho nên ở đây an ninh cực kỳ là tốt luôn. Đó, và vị trí rất là đắc địa luôn nha, ngay cách ngã tư Miếu Ông Cù chỉ tầm mấy chục mét thôi. Đó, quý vị, chị, quý bà con đi coi nhà cứ liên hệ với Phương tới ngã tư Miếu Ông Cù. Alo, Phương ra Phương đón quý vị vô coi căn nhà này nhá. Đấy, quý vị thấy không, khu này toàn là nhà lầu trệt thôi quý vị ạ, toàn lầu trệt thôi mà mặt tiền đường thông, ô tô ra vào thoải mái luôn, đậu vô tư thoải mái trước nhà, rất là nhiều chỗ cho quý vị đậu đây. Hàng xóm đông nghít như thế này luôn, quý vị về có thể kinh doanh buôn bán, nằm neo, nằm spa đấy, mở văn phòng công ty hoặc cho thuê cũng rất là ngon lành. Và đây là siêu phẩm mà ngày hôm nay Phương sẽ giới thiệu cho quý vị cùng tham quan, một mẫu nhà mái thái lầu trệt quốc dân. Đó, kế bên cũng sẽ là một cái căn nhà nữa, nhưng mà nhà đó là nhà dân, người ta đã ở rồi. Và đây là căn nhà mà ngày hôm nay Phương sẽ giới thiệu cho quý vị, nhà rất là đẹp đúng không quý vị, thiết kế mới hoàn toàn luôn nhá. Đó, và bây giờ Phương sẽ tiến vô bên trong, quý vị thấy khu này rất là đẹp. Trước nhà không có cái cọng dây điện nào bắc qua, tại vì điện ở đây đều được bí âm dưới lòng đất hết. Một khu đô thị cao cấp sang trọng, rất là đẹp và rất là tuyệt vời. Cáp internet thì có sẵn quý vị nhá, cáp internet có sẵn rồi. Ở đây thì quý vị thấy là có đồng hồ nước ở đây, có ai gặn sẵn rồi. Nhà mình ở đây xài nước sạch luôn nhá, cho nên là rất là sạch sẽ. Ở trong ngoài quý vị thấy là sẽ được bảo vệ bởi hai lớp cửa. Nhà này có cả cửa cuốn luôn quý vị ạ, có cả cửa cuốn luôn. Đó, mặt tiền ốp full đa bóng kiêng hết, hai bên có hai cái đèn trang trí nhìn rất là đẹp đúng không, rất là xinh xắn. Đây, và mặt tiền quý vị thấy lan can kia, có cái quả lan can sắt nhìn đã không, lan can, cái lan can đó là cái bông đúc bằng gang quý vị nha, đúc bằng gang đó, rất là cao cấp. Bây giờ Phương sẽ tiến vô bên trong này. Đấy, cửa nhôm sinh pha luôn nha, chứ không phải là cửa sắt đâu quý vị nhá. Đó, cửa nhôm sinh pha luôn á. Tiếp theo tiến vô bên trong, chúng ta sẽ có không gian phòng khách nối dài với sân xe. Quý vị mà có ô tô vẫn đánh vô trong nhà bình thường, nhưng mà đường trước nhà của chúng ta rất là rộng, chúng ta đậu ở trước nhà thoải mái vô tư đi, không thành vấn đề. Cho nên là ở quanh đây người ta có rất là nhiều ô tô người ta để bên ngoài, nhưng mà nếu mà quý vị muốn chạy vô trong thì vẫn chạy được vô tư thoải mái, chạy xe 5 chỗ vô nhá, 7 chỗ thì xếp lại cái bàn bộ bàn ghế kia thì mà chạy vô thôi. Đó, hai bên có trang trí các ô nhấn rồi trang trí giấy gian tường nhấn nhá một chút rất là đẹp. Và đây là hệ thống trần của chúng ta, trần nhìn rất là hoành tráng luôn quý vị. Trần ở đây thiết kế bằng trần hộp, trần thạch cao quý vị ạ. Và giữa trần có một cái quạt trần hiệu Panasonic rất là mát luôn. Điện nhà chúng ta đều được đi âm dưới âm tường hết này. Đó, xin đi tổng vào căn nhà để ở đây. Đó. Và ở đây thì có cái hộp kỹ thuật của cái hệ thống đóng mở điều khiển cửa cuốn. Và căn nhà này thì quý vị thấy có một điều rất là tuyệt vời. Căn nhà này thì ốp nát từ đầu đến cuối luôn, dành cho những quý khách nào mà có cái sở thích ăn chắc mặc bền. Thì căn nhà này là nếu được ốp chân tường như thế này rất là sạch sẽ nhá. Nhà có trẻ em không sợ bám bẩn, trường tồn với thời gian. Gạch nền ở đây chúng ta sẽ có gạch 80x80 luôn, diện đầu trệt giá chung chung mà có khổ gạch 80x80 luôn nhá, bóng kính hay da rất là cao cấp, cốt đá luôn quý vị nhá, cốt đá luôn. Đấy, quý vị thấy không,
hai bên ốp chân tường rất là đẹp này. Đấy, gạch này gạch 80 này. Đấy, còn cái chỉ này là chỉ 15 phân này, còn chỉ chân kia chỉ 20 phân kìa. Đó, quý vị mà đang xây nhà thì có thể áp dụng và làm theo nhé. Và cái diện tích của căn nhà này chúng ta sẽ có chiều ngang là 4m và chiều sâu vô là 16m, xây hết đất quý vị nhá. Ngang 4, sâu vô 16. Đó, đơn giá xây dựng cho căn nhà như thế này chúng ta đang bên Phương đang xây với đơn giá là 5 triệu rưỡi mét, sorry bà con nhá, 5 triệu rưỡi mét cho quý gia chủ nào mà đang có ý định xây nhà ở khu vực Bình Dương này, Sài Gòn, Thủ Đức này, hoặc là Long An này, Đồng Nai. Nếu mà thích mẫu nhà này ở diện giá rẻ rẻ như thế này Phương xây vô nhá. Đó. Quý vị xây có thể là thuê bên Phương xây bao vật tư hết luôn, hoặc là set up nội thất đầy đủ hết, chọn gói như thế này thì Phương sẽ báo giá chọn gói cho quý vị luôn nhá. Đấy, căn nhà rất là đẹp, rất là tuyệt vời đúng quý vị ạ. Nhà trong tình trạng mới hoàn toàn, còn được tặng kèm theo cho quý vị một bộ bàn ghế như thế này nữa, một bộ bàn ghế salon nhá. Salon rất là đẹp, gỗ tự nhiên này. Đó, phun gỗ tự nhiên luôn. Và ở đây chúng ta sẽ tiến vô bên trong. Không gian bên trong này quý vị thấy là đây là cầu thang để đi lên lầu trên này. Đó, cầu thang này quý vị thấy là cầu thang rất là xịn nhá. Cầu thang cực kỳ là xịn luôn. Chúng ta sẽ có tay gỗ đỏ, gỗ tự nhiên, gỗ tay 7 này. Tay 7 này, lan can kính cường lực này. Đó, kính cường lực luôn nhá quý vị. Đó, trụ inox 304. Rất là đẹp. Và mặt bậc ở đây chúng ta sẽ có đá, phun đá hết luôn, tất cả đều là đá hết. Nhiều người ta nghĩ là cái cổ bậc này, người ta nghĩ là mình sơn màu trắng nhưng không phải nha, nó là đá luôn đấy. Nó là đá. Và mặt ở đây chúng ta sẽ có đá granite này. Đấy, mặt bậc đá granite rất là đẹp luôn quý vị nhá. Đây là cái màu đá mới, mẫu đá này rất là xịn sò luôn. Và thôi thì cũng quay video tới đây rồi, Phương sẽ bật mí một chút về giá bán của căn nhà ngày hôm nay, một lầu một trệt. Ở với diện tích là ngang 4 và chiều sâu vô là 16, bên em thiết kế là một lầu một trệt. Đấy, một căn nhà như thế này bao gồm chọn gói cả nhà và đất. Đấy, thuê phí đầy đủ hết cho quý vị là 3 tỷ 150 triệu quý vị nhá. 3 tỷ 150 triệu quý vị sẽ sở hữu căn nhà lầu trệt như thế này, vị trí đẹp, dân đông như vừa giờ Phương review rồi đó. Rất là tuyệt vời nhá. Trần ở đây thì bên em đi trần nhà bếp thì quý vị thấy không, nhìn siêu sang luôn, có đèn thả luôn này. Đấy, và được tặng kèm theo một bộ cái bếp trên và dưới như thế này. Quý vị lưu ý đơn giá xây dựng là tất cả các đơn vị thì đơn giá xây dựng thì nhà nào cũng giống nhà nào thôi. Thì đơn giá xây dựng ở đây thì người ta tính theo cái diện như là chỉ là xây dựng thôi, còn nội thất ví dụ như tủ bếp này là không có đâu. Đó, cứ phải tư vấn thẳng cho quý vị như thế luôn. Đó, đơn giá xây dựng là tất cả những cái gì đó nó liên quan đến phần xây dựng ấy. Còn quý vị mà muốn set up cũng như là muốn nội thất như thế này vào đây thì bên Phương cũng lắp đặt luôn, sẽ cho quý vị một cái giá tốt nhất. Và ở đây chúng ta sẽ có một cái chậu rửa mặt để bên ngoài như thế này, rất là phù hợp cho cái gia đình nào mà ví dụ như là đông người, buổi sáng sớm thì không phải tranh giành nhau không gian bên trong nhà vệ sinh, để bên ngoài rất là tiện đúng không, và sẽ có một cái gương soi như thế này. Không gian mặt tiền của cái nhà vệ sinh này quý vị thấy được ốp phun các tấm PVC vân đá, nó sẽ rất là lịch sự đúng không, thì rất là lịch sự và rất là sang trọng. Ở đây chúng ta sẽ có cái cửa nhôm sinh pha với kính cường lực như thế này, mở ra nó sẽ rất là gọn gàng. Bên trong này chúng ta sẽ có bồn cầu điện khối như thế này. Đó, thoải mái nhá, không có kịch trần đâu nhá, vô tư thoải mái. Và ở đây chúng ta sẽ có một cái hệ tắm, vòi tắm sen cây như thế này, sen cây nhưng mà cái này là hệ cao cấp nhá. Quý vị coi clip nhiều anh em xây nhà thì đâu đó quý vị thấy là các combo người ta tặng kèm theo chỉ được một cây vòi sen inox 304 trung bình thôi, nhưng mà cái này nó còn xịn hơn rất là nhiều nhá, nhưng mà đơn giá có 6,5 triệu mét. Đó, xây dựng như thế mới gọi là xây dựng đúng không, tông gạch nền, gạch nền xài toàn gạch to, gạch đẹp, ốp lát khổ gạch 600x600, gạch nền chống trơn trượt ở chân. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ có không gian nhà bếp này. Nhà bếp đây thì quý vị thấy là có cái tủ ngăn kéo rồi ngăn mở đầy đủ cả nhá. Còn mặt ở đây thì quý vị thấy đá rất là xịn nha quý vị, đá này là đá marble, đá tự nhiên, đá thường là ốp cho những căn nhà mặt tiền á, đá ốp mặt tiền quý vị. Có đá này này, chậu rửa inox 304 này, cái vòi rất là đẹp như thế này này, xịt nó như thế này này. Đó, thấy không, rất là ngon nhá. Với giá 3 tỷ 150 bao gồm cả nhà và đất hết mà có nhà thành phố luôn, rất là đẹp, rất là xịn như thế này. Đường trước nhà là mười mấy mét luôn quý vị nha, và một phòng ngủ dưới như thế này rất là lịch sự này. Đó, quý vị thấy không, rất là đẹp nhá. Phòng ngủ này diện tích tầm 11m2 cho cái phòng ngủ ở dưới này, dành cho những gia đình nào mà có cha mẹ già ở dưới cũng rất là tuyệt vời, rất là hợp lý.
đó, và một cái cửa sổ phía sau, một cái cửa sổ phía sau. À, lối đằng sau này thì quý vị thấy là sẽ có một cái lối thoát hiểm phía sau nha. Lối thoát hiểm này thì quý vị thấy là bên mình có thể tận dụng để làm kho chứa đồ, để chỗ máy nằm, để máy chỗ để máy giặt cũng được, giặt giũ phơi đồ cũng được, vân vân và vân vân. Dựa bên tường nhà người ta nhé, ở đây là vách tường nhà người ta, nếu vách tường thì mình sơn đẹp lắm. Ở phía sau có cửa sắt này, rất an toàn. Ok, và ở đây chúng ta sẽ có một cái không gian lầu trên nữa. Bây giờ mình sẽ tiến lên trên để cho quý vị cùng tham quan chi tiết ở lầu trên nhé. À, và lầu trên này quý vị thấy là ở đây chúng ta sẽ có một cái giếng trời để lấy gió đánh sáng tự nhiên cho căn nhà này nhá, rất là sáng đúng không? Nhà lầu trên, cầu thang rất là đẹp luôn, cầu thang rất là đẹp, rất là xịn. Trên đây toàn cảnh trên nhìn xuống này, trên nhìn xuống nhá. À, căn nhà này thì giáp với ngã tư Miếu Cù và ngã tư Bình Chuẩn và vòng xoay An Phú. Thì quý vị, chị, quý bà con đi coi nhà cứ tới chợ Phú Phong 51 này, hoặc ngã tư Miếu Cù, hoặc ngã tư Bình Chuẩn, alo cho Phương ra Phương đón nhé. Ở vào phía cuối này chúng ta sẽ có cái phòng ngủ này, phòng ngủ này rất là to quý vị nhé, phòng ngủ rất là to. Với chiều ngang chúng ta sẽ có 4m và chiều sâu vô là 5m quý vị ạ, rất là to. Ốp trang trí đầy đủ hết, có dán chỉ nhựa và dây dán tường. À, trong căn phòng ngủ này thì chúng ta sẽ có tích hợp luôn như một nhà vệ sinh khép kín, rất là phù hợp với xu hướng hiện đại. Một cái cửa sổ phía sau để lấy gió đánh sáng tự nhiên. Và ở đây chúng ta sẽ có cái nhà vệ sinh này. Nhà vệ sinh này có vô đồ sẵn luôn cho quý vị nhé, gương soi này, chậu rửa mặt này, và có cả bồn cầu và vòi tắm sen rất là xinh, giống như cái bên dưới á. Sen này rất là đẹp cho quý vị, thấy quý vị thấy không, nhìn là thấy nó rất là tuyệt vời rồi. Sen có chế độ massage, xả nước rất là tuyệt vời, rất là đẹp, rất là hợp thể trang nha quý vị. Đó. Ở đây chúng ta sẽ có cửa nhôm sinh pha với kính cường lực mình. Cửa nhôm sinh pha, sau cửa có khung bảo vệ đầy đủ hết, an ninh rất là tốt đúng không? Một không gian rất là rộng rãi như thế này. Đó, tiến ra bên ngoài thì chúng ta sẽ có, ở đây chúng ta sẽ có cửa nhựa composite nhá. Cửa nhựa composite nhìn rất là sang, rất lịch sự luôn. Ở đây chúng ta sẽ có một cái nhà vệ sinh dành cho cái phòng đằng trước này, phòng ở đằng trước ấy. Nhà vệ sinh này cũng rất là đẹp luôn này, rất là đẹp luôn. Ở đây chúng ta sẽ có phòng ngủ nữa này. Đấy, nhà có 3 phòng ngủ nhé, 3 phòng ngủ rất là rộng, 3 phòng ngủ rất là rộng luôn. Nên chơi điều hòa có gắn sẵn luôn kìa. Đó, và cửa sổ để chống ngộp luôn nhé. Cửa có cửa luôn này, cửa composite rất là đẹp. Phía trước này chúng ta sẽ có một cái phòng thờ nữa này. Phòng thờ này thì view ban công luôn, cho nên là không gian phòng thờ này rất là trang nghiêm. Quý vị hoàn toàn có thể tận dụng không gian này để làm phòng ngủ. Nếu như nhà chúng ta không cần dùng phòng thờ, không cần dùng phòng thờ thì đây là phòng ngủ được. View ban công, cửa ở đây chúng ta sẽ có hệ cửa hai cánh rất là đẹp này. À, hệ cửa hai cánh rất là đẹp nha. Đó. Ok, vậy là Phương đã review xong khái quát của căn nhà này rồi. Quý vị có nhà ý đi mua nhà cứ đặc biệt thì cứ alo trực tiếp cho Phương. Tới ngã tư Miếu Cù alo cho Phương ra Phương đón. Đấy, đứng ở chợ Phú Phong alo Phương ra Phương đón nhá. Hoặc là đứng ở ngã tư Miếu Cù cũng được, Phương đón luôn ở ngã tư Miếu Cù cũng được nhá. Căn nhà này thì thích hợp cho anh em làm ở buôn bán nhỏ này ạ. Hoặc làm đeo là spa, có một khách hàng quen thì cũng rất là tốt. Ở an cư đặc biệt. Và bật mí một chút thì cái giá bán chọn gói thì lúc nãy Phương đã báo một lần rồi. Phương báo một lần nữa là 3 tỷ 150 triệu không phát sinh gì cả. Thứ phí đầy đủ hết thì quý vị chỉ cần trả trước cho bên Hội Bất Động Sản Việt Nam chỉ 1,5 tỷ thôi là quý vị có thể là mua được căn nhà này rồi. Số tiền còn lại thì có được hỗ trợ ngân hàng, trả góp dài hạn đến 30 năm. Tùy mình có thể chọn gói nhé. Quý vị có thể chọn gói ngắn hạn hơn. Còn đấy là Phương đang tính với cương vị cũng như là tính mức độ an toàn cho mình, cũng như là trả ít đi. Thì mình có thể chọn 30 năm, số 1 tỷ còn 1 tỷ rưỡi còn lại á, thì mình chia nhỏ ra số ra nhiều năm thì nó đóng nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Tiền tại vì nó mất giá thôi mà. Nó sẽ còn mất giá cho nên là mình cứ chia nhỏ ra, mình đóng dài hạn ra cho nó dễ trả. Đó, hiện trạng nhà như thế này. Đang sale thì trang như thế thôi, không có treo đầu dây bán thịt chó. Sổ là sổ hồng riêng nhá, sổ hồng riêng có sẵn thổ cư full hoàn toàn, thổ cư hết. Đó, mua bán có thể công chứng sang tên ngay được. Đó, ai đi coi nhà liên hệ với Phương nhá.
Xin cảm ơn, xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại để nhận mặt, để nhận cái ai mà cần cái bản vẽ mặt bằng của cái căn nhà này thì hãy phải là thành viên của Bất Động Sản Miền Nam nhé. Thì quý vị chỉ cần bấm một nút đăng ký kênh thôi và chia sẻ video đó, chia sẻ video và chụp hình gửi qua Facebook, Zalo cho mình thì mình sẽ vẽ lại cái mặt bằng này cho quý vị để dễ, quý vị dễ phối cảnh, dễ phối cảnh nhé, dễ phối cảnh để mà xây dựng cho mình một căn nhà mà mình ưng ý nhé. Còn ai mà cần xây nhà ở khu vực Bình Dương thì cứ alo cho Phương, đơn giá đảm bảo tốt nhất cho quý vị, phối cảnh phối đồ đảm bảo sẽ rất là đẹp luôn quý vị nhé. Và xin cảm ơn.